Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị mồi dế. Mồi dế này thì ở với mình thì dế đồng, bây giờ mình bắt cũng khó ha các bạn. Mình phải bươi như đống gươm mới có, nhưng mà hiện tại thì mình không có rồi. Mình tạm sử dụng dế này thì mình dế nuôi. Dế nuôi thì nó sẽ không có nhạy bằng, mà mình phải cắm cái mồi mình, nó chìm xuống nước, mình không có nổi trên mặt nước được ha các bạn. Cái mồi này thì nó bị hao là do những con cá nhỏ, cá rô, cá sặc rồi nó lại nó ghĩa. Còn như mình cắm dế bự thì nó bò trên mặt nước thì chỉ có mấy con cá lớn nó mình lại táp thôi. Để chiều nay mời mọi người cùng đi cắm câu với mình ha. Ở chỗ này thì ghe thuyền nó chạy ngang rất là nhiều luôn ha các bạn. Ghe đặc biệt là những ghe mua lúa vào cái lúc cao điểm thì nó chạy rất là nhiều luôn. Và sau đây thì mình chuẩn bị đi cắm câu. Mời mọi người đi với mình nha. Mẹ lấy cái xô dễ hơn. Lấy cái công hành bọc ra. Thường mấy cái vị trí mà mình chọn mình để mình cắm câu á, thì nó có những cái ổ hay là những cái ngã ba gì đó, cho nên cá nó dễ đến đó các bạn. Mình nên dẹp ra cho nó có cái lỗ trống để cá nó nhìn dễ nhìn thấy mồi. Ngã ba này là cá nó hội tụ nè, nó đi từ đường bên đó qua đây, bên đó qua đây, hai bên nó thế nào cũng lụm. Cắm mà phải có tính toán dữ vậy nó mới hút được. Không có hút được mấy con cá nữa kiếm. Chống ra cho cá nó thấy đường nó vô rồi. Tắp cái phập cái gị miệt miệt liêm. Mình cắm hơi xéo cái cần câu thì cái khả năng mà sảy con cá sau khi mình ăn mồi thì nó giảm hơn so với mình cắm thẳng đứng ha các bạn. Cái mùa này thì nước nó, mùa này thì chưa tới mùa mưa nên cái lượng cá nó ra ăn cũng ít. Wow, cần đầu tiên đã dính được một con cá rô rồi các bạn ơi. Con cá rô mùa này thì nó dài với cái vỏ lãi ha các bạn. Nó không có được tròn ẩm như cá rô mà nó ăn đủ mồi đâu. Nhưng mà thấy như vậy chứ mình kho tiêu, nấu canh chua cũng là ba cháy. Tiếp theo, đây là một con cá tiếp theo các bạn ơi. Cá này nó mập hơn cá hồi nãy rồi. Nhìn ngon, nhìn cái thèm bắt nồi canh lên nấu liền. Đố các bạn biết cá gì? Đây, một con cá thác lát. Cá này mình cắm ở mé sông rồi các bạn, nên dính được cá thác lát luôn. Tiếp theo là một con cá trê. Bởi mình cắm ở gần cái khu mà bập lá dính cá trê. Dính cá lóc rồi thấy heo. Cái vô là một con cá rô mini nha mọi người. Kệ có đã ăn không nha mọi người. Quá mệt dữ rồi, con cá lóc con chả luôn kìa. Ôi trời hết con. Cười hơi vô duyên hết mọi người, nhưng mà do là cả cảm giác sung sướng quá dính được cá lớn đó mọi người. Lại là một em cá rô, một bầy cá rô luôn rồi mọi người ơi. Đi thăm câu mà chó nó sủa thấy ham luôn vậy. Này, chiến lợi phẩm của mình, một con đáng nhớ. Thầy dính vô mé chồng còn xỉa lên ra ngoài nữa, hèn chi không xảy được. Mình cắm câu xong thì mình tìm cái nơi nào có nước đó, mình vũ cho cái đuôi mà mình cắm nó dính sình dính bẩn cho nó ra, để làm sao mình cắm cho nó không có dính vô làm đồ mình nó bị dơ hay các bạn.
trời cũng lên rồi. Giờ là con cá lóc đó là chuẩn bị nấu cháo ăn bá cháy luôn mọi người ơi. Ở đây mình nhìn từ trên cao xuống thì mênh mông bát ngát lên các bạn. Cái gừng tràm mà các bạn nhìn thấy đó là lung ngọc vàng đó nha các bạn. Nếu các bạn có dịp thì các bạn đến đây để trải nghiệm. Ở trong đó thì cò nó cũng nhiều lắm. Cò, cá, bao la luôn. Chiến lợi phẩm của mình là hơn 1 kg cá nha các bạn. Đến đây thì mình xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.